tìm em gái thất lạc. Hôm nay là ngày cậu bé đó lại đến mua bóng bay đấy. Ừ ha, từ ngày có cậu ấy, bóng bay ở đây bán chạy quá. Không hiểu là bóng bay có gì hấp dẫn thế nhỉ? Các cậu ghen tị với bóng bay làm gì chứ? Các cậu có biết bóng bay rời khỏi cửa hàng đồ chơi này có nghĩa là gì không? Các cậu sau khi rời khỏi cửa hàng sẽ tìm được chủ nhân mới. Các cậu sẽ có rất nhiều thời gian vui vẻ với chủ nhân của mình, chứ đâu như các bạn bóng bay kia. Các bạn ấy có tuổi đời rất ngắn. Một khi đã ra đi thì chắc chắn các bạn ấy chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu. Đúng đấy, dù gì mình không muốn làm bóng bay đâu. Một đời ngắn ngủi chẳng được bao lâu, có khi chưa được sung sướng ngày nào thì cuộc sống đã kết thúc rồi. Cháu lại đến đó hả? Hôm nay cháu lại mua bóng bay phải không? Vâng thưa chú. Sao lần nào cháu cũng mua bóng bay thế? Cháu không thích món đồ chơi nào khác sao? Dạ, cháu chỉ muốn bóng bay thôi ạ. Có tiền để dành là cháu lại mua bóng bay, vì cháu tin bóng bay sẽ giúp cháu thực hiện được điều cháu mong muốn. Ồ, vậy chú chúc cháu thực hiện được điều cháu muốn nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Bóng bay thì thực hiện được ước mơ gì chứ nhỉ? Ôi dào, trẻ con ấy mà, chắc là chỉ muốn thả bóng cho vui thôi. Vậy là một số bóng bay lại ra đi rồi. Thật là tội nghiệp quá. Bóng bay ơi, xin hãy giúp mình tìm được em gái đã thất lạc hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ thả các bạn ở đây. Hãy bay đi bất cứ nơi nào có thể bóng bay nhé. Các bạn ơi, hãy cùng nhau thực hiện mong ước của cậu bé này nha. Chúng ta sẽ mang theo tấm ảnh này đi khắp muôn nơi. Hy vọng rằng có một ai đó sẽ biết được em gái cậu ấy đang ở đâu. Những đồ chơi khác đều xót thương cho chúng ta. Họ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, không kịp làm bất cứ việc gì thì đã kết thúc. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của chúng ta tuy ngắn, nhưng mỗi giây mỗi phút chúng ta tồn tại có thể có ý nghĩa lớn lao đến như thế nào. Đúng thế, hãy chứng minh cho những đồ chơi khác thấy rằng cách mà chúng ta sống quan trọng hơn việc chúng ta tồn tại được bao lâu. Tiến lên các bạn ơi! Gió mạnh quá các bạn ơi! Cố gắng lên các bạn, đừng đầu hàng. Hãy cùng nhau vượt qua nơi này. Chúng ta phải mang tấm hình này đến với càng nhiều người càng tốt. Mình sợ rằng mình sẽ vỡ mất. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Ủa, bóng bay, trên bóng bay có tấm ảnh kìa. Mẹ ơi, quả bóng ở trên cây kia có gì kìa? Là tấm ảnh của một cô bé. Nửa năm sau. Thưa ông, xin được hỏi trong suốt một thời gian dài cậu bé đã đến đây để mua bóng bay. Xin hỏi ông có biết mục đích cậu ấy mua nhiều bóng bay đến thế không ạ? Phải mất một thời gian sau tôi mới biết được lý do cậu ấy mua nhiều bóng bay đến như thế. Là người sau cùng đã tặng cậu bé rất nhiều bóng bay. Ông nghĩ sao khi có người cho rằng dùng bóng bay để tìm được người thân là một việc bất khả thi ạ? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con người ta có rất nhiều cách để thực hiện mong muốn của mình. Và cậu bé đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để tìm lại em gái. Những quả bóng bay đã chứng minh rằng chúng rất có tác dụng. Chúng đã giúp cho rất nhiều người biết câu chuyện của cậu bé. Và thực tế như chúng ta đã biết, cậu bé đã tìm được lại em gái của mình nhờ vào những chiếc bóng bay đó. Riêng tôi, giá như tôi biết mục đích của cậu bé ngay từ đầu, chắc tôi đã giúp được cậu bé nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện cổ tích về cậu bé và những trái bóng bay có lẽ sẽ còn được nhắc đến mãi về sau.
Quả thật, những trái bóng bay kỳ diệu đã giúp cậu bé tìm thấy người em gái thất lạc đã bao lâu nay. Xin chúc mừng cậu bé, cầu mong anh em sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau. Hiện nay, hai anh em đã được một gia đình nhận nuôi và đang sống rất vui vẻ. Ngày cậu bé tìm thấy em của mình, hai anh em đã vô cùng mừng rỡ ôm lấy nhau trong niềm xúc động của biết bao người. Có thể nói, đây là phút giây vô cùng thiêng liêng, giây phút nhắc nhở mỗi chúng ta rằng tình thân ruột thịt, tình yêu giữa người với người luôn đáng trân trọng biết nhường nào. Câu chuyện bóng bay đã có một kết thúc rất đẹp thưa quý vị. Quyết định ân xá. Thưa thống đốc, mời ngài dùng tách trà nóng. Ừ, để đó cho ta. Đã khuya rồi, ngài nên đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Chẳng phải mai ngài phải đi thị sát thị trấn phía Tây từ sớm đó sao? Thị trấn phía Tây vốn là xứ nổi tiếng có những tên tội phạm nguy hiểm. Chính vì thế nên ta muốn xem xét thật kỹ thực trạng ở đó một chút. Có như thế thì mới đưa ra phán quyết ân xá lần này một cách công minh được. Chà chà, đây toàn là những tội phạm nghiêm trọng, ân xá cho ai cũng thật khó. Thật vinh dự được đón thống đốc đến thị sát, mời ngài vào. Cai ngục Jim, cho ta xuống thẳng khu giam giữ tội phạm luôn đi. Xin mời thống đốc. Nghe nói hôm nay có ngài thống đốc đến thị sát để ban hành lệnh ân xá đấy. Mình phải tỏ ra mình là người vô tội và oan uổng mới được. Đúng thế, nghe nói thống đốc là một người rất nhân từ. Phải, phải, vậy nên phải tích cực kêu oan vào. Thưa ngài thống đốc, đây là khu giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm của thị trấn. Cai ngục, ông chắc chắn là những tên tội phạm nguy hiểm nhất chứ. Thưa ngài, chắc chắn ạ. Tù nhân, mau xếp hàng trình diện. Các ngươi hãy cho ta biết lý do vì sao các ngươi bị bắt vào đây. Ngài thống đốc, oan cho tôi quá. Tôi có tội tình gì đâu. Chỉ vì tôi bị đổ oan nên mới phải chịu cảnh ngục tù khốn khổ này. Thưa ngài, tên này là thủ phạm của một vụ cướp của giết người mang rợ cách đây hơn 10 năm mà. Ngươi bảo ngươi bị oan sao? Còn cậu? Thưa ngài, tôi cũng bị oan ạ. Chỉ vì phòng thân nên tôi mới bị bắt và phải chịu cảnh khổ sở này. Xin thống đốc xem xét. Cậu thì sao? Dạ, oan lắm thưa thống đốc. Tội của con cũng chẳng phải đáng ở tù khốn khổ như thế này. Đây là hồ sơ của hai phạm nhân vừa nãy. Các vụ án của họ đều đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động những năm về trước. Thế có nghĩa các ngươi đều vô tội, bị oan cả à? Vâng, đều oan uổng lắm ạ. Bọn con không phạm tội đến mức phải tống giam như thế này ạ. Mong thống đốc khoan dung ân xá. Ông lão kia thì sao? Ông chắc cũng vào đây rất oan uổng phải không? Thưa thông đốc, không ạ, lão ở đây là xứng đáng. Xứng đáng? Lão nói vậy là sao? Lão không thấy ai cũng kêu oan cả à? Lão nào dám kêu oan, vì lão thật sự có tội. Phải làm sao đây, cứ hạn hán kéo dài, đất đai cằn cỗi, cũng chẳng ai còn thuê lão đầy tớ già này nữa. Khổ thân bà lão nằm liệt ở nhà, chỉ còn vài xu lẻ mà không mua nổi một ổ bánh mì cho bà ấy, mà còn thuốc thang nữa chứ. Mình không còn cách nào khác. Trộm, bắt lấy tên ăn trộm. Không à. Hả, mình đã làm gì thế này? Thưa ngài, tội của tôi lớn lắm. Dẫu phải chết để đền tội, tôi cũng không hề cảm thấy oan uổng chút nào. Lão thật có tội lớn, không xứng đáng được ở chung với những người vô tội và bị oan kia.
ta sẽ tiếp tục thị sát ở các phòng giam tiếp theo. Còn bây giờ, ông hãy đưa tên ông lão này vào danh sách được ân xá đợt này. Sao cơ? Thưa thống đốc, sao ngài lại quyết định ân xá người đàn ông này? Rõ là ông ta có tội và nhận tội mà. Ông ta phạm trọng tội nhưng là điều ngoài ý muốn. Hơn nữa, ông ta đang chịu một bản án rất thảm khốc từ chính lương tâm của mình rồi. Ông ta xứng đáng được ân xá. Còn những người kia, chúng một mực kêu oan, không biết ăn năn hối cải. Nếu được tự do, thế sẽ tiếp tục gây tội ác, cần phải giam giữ cải tạo thêm. Tôi hiểu rồi, ngài thống đốc. Sau khi ra khỏi đây, lão hãy sống thật tốt. Nếu có khó khăn gì hãy đến gặp ta, ta sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn ngài thống đốc. Những bát chè tình nghĩa. Dì Tư, trưa nay lại cho con 20 cốc nhé. Một nửa đậu xanh, một nửa chè sen hả? Quá chuẩn ạ. Dì nhớ hộ con một cốc chè sen thêm dừa nhé. Cốc giám đốc đấy ạ. Nhớ rồi, quên thế nào được. Trưa dì mang lên cho. Này ba, chỗ cơ quan công sở không được bán hàng quán gì đâu nhé. Tí bà dọn sang chỗ khác đi. Bác mới đến làm đúng không ạ? Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi. Thì ra là vậy. Dì Tư đây là trường hợp đặc biệt, được giám đốc đặt cách ngồi ở đây chuyên bán chè cho anh em công ty. Có gì bác nhớ giúp đỡ gì nhé. À, ra thế. Tôi không biết, thật ngại quá. Con lên đây, dì nhớ nha. Anh Tiến, sao tự nhiên lại xin ra quẹt thẻ qua cửa làm gì? Bất tiện lắm. Để thắt chặt an ninh, với cả các cậu cứ hàng quán giữa giờ cơ, mất năng suất làm việc lắm. À, anh quân sư cho sếp vụ này đúng không? Nắng nóng thế này, không giải khát, không làm việc hiệu quả được đâu. Giải khát đã có dì Tư mang chè lên tận nơi rồi còn gì. Thôi, vào phòng hành chính nhận thẻ đi. Đáng ghét. Bà Tư vẫn chưa nghỉ hả? Trưa rồi. Nắng mỏi quá, chả buồn ăn ông à. Ông ăn cốc chè cho mát nhé. Cho tôi một cốc đậu xanh, xem chè hảo hạng thế nào mà các cô cậu ấy ngày nào cũng ý ới đặt. Các cô các cậu ấy thương nên ăn hộ cho ấy mà. Ngon đấy. Hè mà có chè mang tận nơi thì đúng là ăn thay cơm cũng được. Ông cứ ăn thông thả, ngó hộ tôi quán một lát nhé. Tôi mang chè lên công ty. Bà gọi mấy cậu ấy xuống mà lấy, thanh niên mà lười, để bà già một ngày lên xuống mấy lần. Các cậu ấy bận làm chứ tôi đâu có bận gì đâu. Mấy đứa nó cũng vui tính, tình cảm, nên tôi quý lắm. Thôi tôi đi nha. Sao thế nhỉ? Bà Tư, quên không bảo bà. Sao thế ạ? Từ giờ qua cửa phải quẹt thẻ từ. Chỉ nhân viên công ty mới có thôi. Để tôi quẹt cho. Thôi, vậy làm phiền ông mang lên phòng kinh doanh hộ tôi. Tôi vào e không tiện nữa. Thế cũng được, bà cứ đưa tôi. Xin mời vào. Dì Tư, có còn chè không? Còn chú à, chú vào đây. Cho cháu cốc chè sen, thêm dừa gì nhé. Của chú đây, mùa hè ăn chè này là ngon nhất chú à. Cái chú giám đốc công ty này á cũng thích ăn chè sen dừa lắm. Dì quen cả giám đốc công ty cơ à? Oai quá, đâu có. Tôi bán ở đây lâu rồi. Các cô cậu trong công ty ngày nào cũng gọi, nên ai thích thêm bớt cái gì á tôi nhớ hết. Tụi nó qua ăn chè, có khi thì ngồi tâm sự đủ chuyện, còn dạy tôi tiếng Anh, bảo là phòng khi gặp khách Tây nữa, vui lắm. Ngày xưa mình không được học hành đầy đủ, giờ nhìn thấy mấy đứa thông minh, giỏi giang, lại tình cảm, thấy quý như con cháu ấy. Vậy mà sắp phải chuyển đi rồi. Sao thế dì? Chè ngon thế này, lo gì hết khách mà dì phải chuyển? Nào tôi có muốn đâu. Trước tôi hay mang chè lên từng phòng, giờ công ty mới phát cái thẻ gì đó chú ơi. Không có là không qua cửa được. Tụi nó mãi làm rồi ngại nắng không ra ngoài. Tôi thì không mang lên tận nơi được nữa rồi. Nhờ ông bảo vệ mãi cũng ngại, nên đành đi chỗ khác chú à. Không thì ế quá.
Dì còn mấy cốc bán nó cho con rồi dọn sớm đi, nắng thế này cảm thì khổ. Mấy cái hè rồi có thấy cảm lần nào đâu, chờ tí tôi lấy cho nha. Dì Tư, sao dì biết con đang tìm gì? Mang chè lên đãi anh em bữa chia tay hộ dì nha. Hết hôm nay dì chuyển quán ra chợ rồi, cũng nhớ tụi bay lắm, nhưng mà... Dì đi á thì ai bán chè cho tụi con ăn đây? Đây, thẻ ra vào của dì nè, đích thân giám đốc cấp đấy nhé. Giám đốc à? Sao mọi người làm vậy, dì ngại lắm. Dì Tư đeo thẻ trong oai ra phết. Quẹt thẻ đi dì. Xin mời vào. Mới có mấy hôm không vào mà cảm giác cứ như lần đầu ấy nhỉ. Thì hôm nay là ngày đầu tiên dì trở thành nhân viên chính thức còn gì nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.